sát hại hoàng hậu chỉ vì nghi hoàng hậu có bồ. 3 ngày kể từ sau thảm kịch kinh hồn hoàng, người thân trong gia đình Sùng Xeo Đế 1991 tại thôn Tả Thầu 2, thôn Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà vẫn không tin đó là sự thật. Nỗi đau bất thần đến khiến bố mẹ đế tưởng gục ngã. Tiếng gào khóc của đứa cháu nội 3 tuổi, con út của đế và người hoàng hậu xấu số là chị Hầu Thị Doan 1992, kéo họ quay về với thực tại. Nhìn cảnh đứa lớn vừa tròn 9 tuổi, đem đúa gầy gò dỗ dành em đang khóc ăn dạ trước mâm cơm toàn rau, họ càng héo quông. Thương cháu nội bao nhiêu họ lại trách năm nhi bấy nhiêu. Kinh tế gia đình họ đã khó khăn, trong khi gia cảnh thông gia cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. Giờ đây mẹ đã chết, bố bị tóm, không biết tương lai của những đứa trẻ sẽ đi về đâu. Trong trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai những ngày này, Sùng Xeo Đế cũng ân hận không nguôi. Tâm sự với cán bộ điều tra, đế ngậm ngùi, tôi không có chủ ý giết hoàng hậu. Tôi đến đó chỉ để rình xem hoàng hậu có quan hệ với người nam nhi khác hay không. Khi nghe cô ấy hẹn người nam nhi kia và người kia cũng đồng ý gặp gỡ thì tôi bực tức. Khi cô ấy xưng hô mày tao, rồi xông vào vật lộn thì tôi nghĩ rằng hoàng hậu nó không muốn lấy tôi làm chồng nữa thì tôi chết. Bây giờ, tôi làm thì tôi phải chịu thôi, đằng nào cũng xảy ra rồi. Đối tượng đế tại cơ quan công an. Kết hôn với nhau năm 2010, đến thời điểm này hoàng hậu chồng đế và Doa đã có với nhau 3 mặt con, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ dạ vừa lên 3 tuổi. Những mâu thuẫn tủng mủng trong cuộc sống hoàng hậu chồng cùng gánh nặng nề cơm áo, gạo tiền khiến hoàng hậu chồng họ soàn xỉn xuyên xảy ra cãi giả, dẫn đến xô xát. Đế đã không ít lần dùng nắm đấm để thủ thỉ với Doa. Sau những lần tấn công hoàng hậu, đế lại xin lỗi Doa, nhưng khi đóng vào thì lại không làm chủ được bản thân, sự việc cứ như vậy kéo dài trong nhiều năm. Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng khoảng 1 tháng, đế và Doa xảy ra xích mích. Lần này, Doa quyết tâm ngừng án ra đi, mặc cho đế gian xin. Sau khi bỏ về nhà bố mẹ đẻ, Doa đi làm thuê tại huyện Mường Khương Lào Cai, 3 đứa con thơ để lại cho ông bà nội trông giúp. Cũng như những lần trước, đế lại đi tìm hoàng hậu và nói lời xin lỗi. Nhưng lần này, sự việc đã có một tình tiết khác. Không chỉ Doa mà ngay cả bố mẹ hoàng hậu của đế cũng không chấp thuận lời xin lỗi của anh ta. Vì bực tức, đế lại bỏ về huyện Bắc Hà sinh sống. Qua một số người quen, đế có thông tin Doa đang qua lại với người nam nhi khác. Nhiều đêm không ngủ, anh ta quyết tâm phải tìm ra bằng chứng ngoại tình của hoàng hậu. Chiều 9 tháng 10, đế đi xe máy từ Bắc Hà Quý Phái Mường Khương với mục đích rình hoàng hậu. Khoảng 19 giờ cùng ngày, đế nấp vào một bụi cây gần nơi Doa đang ở. Đế ngồi được một lúc thì Doa từ trong nhà đi ra, bật loa ngoài thủ thỉ với một người nam nhi. Tình cờ nghe được cuộc chuyện trò của Doa với một người nam nhi xa lạ, cả hai hẹn gặp gỡ nhau vào buổi tối thì đế không còn bình tĩnh. Anh ta nổi cơn ghen lao ra quát mắng Doa. Có lẽ vì bất thần trước sự việc xảy ra, Doa đã hành động một cách thái quá, lao tới chửi mắng và cào cấu đế. Và rồi trong lúc giằng co, đế đã sát hại hoàng hậu. Khi thấy Doa nằm bất động, đế giơ vội chiếc máy tính bảng của hoàng hậu rồi trốn vào căn nhà quan ở trên địa bàn huyện Mường Khương. Trong 2 ngày ẩn nấp tại đây, đế chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng tìm đường bỏ trốn. Địa điểm trước tiên anh ta nghĩ đến là nhà của người chị gái đã quý phái Trung Quốc lấy chồng khoảng 10 năm. Đế nghĩ ngay đến địa điểm trên vì trước đó anh ta đã từng có thời gian dài quý phái Trung Quốc làm thuê, thông thuộc địa bàn. Vậy là ngày thì chui rút trong căn nhà quan, đêm đến, anh ta ra ngoài nghe ngóng tình hình và tìm cơ hội bỏ trốn. Đế đã bị các đơn vị nghiệp vụ gồm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai, công an huyện Bắc Hà và đồn biên phòng Dày Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang tóm giữ vào ngày 11 tháng 10, khi chỉ cách biên giới vài bước chân. Nỗi ân hận muộn màng của đối tượng có nhiều tiền án. Một vụ trọng án khác cũng xảy ra tại tỉnh Lào Cai cách đây nửa tháng và nạn nhân cũng chính là hoàng hậu của tàn ác thủ. Hoàng Tiến Dũng 1974, trú tại thôn Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, từng có một tiền án về tội tàng trữ phi pháp chất ma túy, bị Tòa án Nhân dân thị trấn Lào Cai xử phạt 5 năm 6 tháng tù giam, một tiền án về tội tấn công bạc, Tòa án Nhân dân huyện Bát Sát Lào Cai, tuyên phạt 5 tháng tù giam.
trước khi đến với chị Nguyễn Thị Lệ Thủy 1977, hộ khẩu Soàn Xỉnh trú tại thôn Tả Hà 3, thôn Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, vào thời điểm đó đang công tác tại trường trung học cơ sở thôn Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, Dũng đã có một đời hoàng hậu. Sau đó, anh ta đã sinh sống như hoàng hậu chồng với nhiều người thanh nữ khác rồi mới kết duyên với Thủy. Còn chị Thủy trước khi đến với Dũng cũng đã trải qua ba đời chồng và hiện đang nuôi hai đứa con, trong đó có một trường hợp bị thiểu năng trí tuệ. Mối quan hệ của Thủy và Dũng lúc đầu bị gia đình Thủy phản đối quyết liệt. Theo lời chia sẻ của mẹ Thủy thì khi thấy con gái quá sát nhau với Dũng, bà đã tìm cách ngăn cản, khuyên con gái từ bỏ mối quan hệ trên. Trước sự quyết liệt của bà, Thủy đã đặt bố mẹ vào sự đã rồi, kín đáo đăng ký kết duyên với Dũng. Sau khi kết duyên, Dũng đã đưa cho Thủy một khoản tiền để làm ăn. Nhưng số tiền cho dây ở bên ngoài có khoản đòi được, có khoản không nên nguồn vốn ngày càng thâm hụt. Ngoài mâu thuẫn trong quá trình làm ăn còn là những bất đồng trong sinh hoạt không gắn kết được tình cảm của hai bên. Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng một tuần, trong lúc nóng giận, Thủy đã đuổi Dũng ra khỏi nhà. Trước khi bỏ đi, Dũng đã mang theo chiếc xe ô tô là tài sản ngắt của hai hoàng hậu chồng. Chị Thủy sau đó đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất trộm tài sản. Trên đường Dũng điều khiển phương tiện trên đã bị cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai phát hiện, đưa về trụ sở, bàn giao chiếc xe ô tô cho Thủy. Khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 9, Dũng mang theo con dao nhọn đến cổng trường nơi chị Thủy giảng dạy để gây sức ép, đòi hỏi hoàng hậu phải giải quyết việc tiền nong. Khi Thủy ra khỏi trường học, Dũng liền thuê xe ôm đuổi theo. Tại đây, cả hai nối tiếp xảy ra mâu thuẫn, Dũng đã dùng tàn ác khí mang theo người khống chế Thủy, tóm nạn nhân đi về nhà giải quyết việc tiền nong. Trên đường đi, cả hai nối tiếp xảy ra cãi cọ. Do không kiềm chế được bức xúc vì lời nói thách thức của người hoàng hậu, Dũng đã cướp đi mạng sống của Thủy. Dẫn giải đối tượng đế. Sau khi gây án, Dũng lấy xe máy của nạn nhân trốn lên khu vực Kim Thành, Lào Cai. Sau khi nhận thông tin, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Bảo Thắng tổ chức lực lượng tóm giữ. Biết không thể trốn chạy, đối tượng đã vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Duyên Hải cố thủ. Trong quá trình trốn tại đây, Dũng đã có ý muốn tự sát khi cắt dây điện nguồn của TV để hoàn thành đời mình nhưng không thành. Sau khi bị phát hiện, Dũng nối tiếp cố thủ trong nhà nghỉ, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Trung tá Giàng Ma Sành, đội trưởng đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai, người đã trực tiếp đấu tranh với Dũng cho biết ngày trước tiên bị tóm giữ, Dũng không hợp tác với cơ quan điều tra. Đến ngày thứ hai, anh ta xin gặp gỡ con gái và viết thư xin lỗi người mẹ hoàng hậu, ân hận về những gì đã gây ra. Lý giải về các vụ trọng án đau lòng từ mâu thuẫn hoàng hậu chồng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết, hiện nay, mâu thuẫn giữa hoàng hậu và chồng là bạo lực chung nhất trong gia đình. Hành vi người chồng gây ra, ngoài bạo lực về thể chất còn có những việc làm khác gây tổn thương về tâm lý cho người hoàng hậu như mắng mỏ, chửi bới và xúc phạm danh dự hoặc ngược lại. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác chính là có sự hình thành của người thứ ba, khi mâu thuẫn trong gia đình chưa được giải quyết một cách triệt để. Còn theo Trung tá Giàng Ma Sành thì nguyên nhân vụ án còn xuất phát từ tâm lý tội phạm, cách ứng xử giữa những người trong cuộc khi mâu thuẫn nảy sinh. Kẻ tội tình rồi sẽ phải trả lạnh lẽo trước pháp luật, người xấu số đã nằm sâu dưới ba tấc đất, giờ đây chỉ còn những đứa trẻ sẽ phải đeo đẳng thảm kịch gia đình và nỗi đau mất thân phụ mẹ. Rồi đây, khi lớn lên, không có bố mẹ kèm cặp, nếu không được dạy dỗ chu đáo, có thể chúng lại trở thành tội phạm.